看我表姐，她正在呀买中文书，然后回家自己学习了。看你买什么书的？读书的，大吃大。大家好，我是阿和。大家好，我是阿海。是啊，今天我表姐来跟我们一起去庆祝一下了。我就是已经跟我的表姐聊得很多，更了解表姐的情况嘛。我也是想到，我们大家就这么喜欢我表姐，所以今天阿和就是想访问一下我的表姐，看呢她是怎么样的对呀、啊、中国人啊，或者看她有没有想法想去中国啊。以后嘛，去上去迈阿密，上上来去迈阿密，听说有很多人那边tò mò về chị ấy, không biết là chị có muốn đi sang Trung Quốc chơi không? Sang Trung Quốc thì đã từng sang mà chỉ là sang ở bên cửa khẩu bên Lào Cai đi sang thôi. Thế lúc đấy là chị đi sang để chơi hay là đi sang đấy là chơi thôi, đi sang để chơi, với cả là đi sang mua pháo hoa. À, để mua pháo hoa. Pháo hoa đấy. Thế chị có ấn tượng gì về Trung Quốc không? Sang đấy mình ấn tượng là rất là sạch này, sạch đi đường ấy, đi đường thì thấy có rất là nhiều xe đạp điện để ngoài đường mà không sợ bị mất luôn. Như bên Việt Nam mình là mất luôn rồi. chuẩn luôn. Cái ấn tượng đó là nguồn điện ấy, như kiểu bên Việt này mình thì dây điện chằng chịt các thứ ở ngoài rõ hết, ở dưới đấy, ở bên đấy dây điện là không thấy luôn, không nhìn thấy, không chuẩn thấy luôn, dây điện luôn đó, chuẩn luôn, rất là sạch và rất là ấn tượng. Thế, cái này tôi cũng có ấn tượng rất là lớn về cái vấn đề. Thế chị còn ấn tượng gì khác nữa không về con người Trung Quốc? Con người thì rất là hòa đồng, rất là thân thiện luôn. Ví dụ như kiểu hôm ăn nhậu uống rượu bên đấy nhá, thì mình thuê khách sạn ở bên đấy mà, thì có cái chú là chủ khách sạn ở bên đấy cũng ra chúc rượu, xong là chúc rượu xong nói được tiếng Việt luôn. Xong là ra chúc rượu bảo là không say không về. Nếu mà mọi người ủng hộ chị học tiếng Trung ấy thì chị có muốn học tiếng Trung không? Muốn chứ. Đây, mình thích tiếng Trung, nghe hai vợ chồng nói hàng ngày không hiểu gì nên là rất là muốn học để nghe được, để giao tiếp cùng. Nếu mà mình học được tiếng Trung, mình phát triển được thì chắc chắn mình sẽ phát triển, sẽ cố gắng và phát triển rồi. Nói chung là sẽ cố gắng. Với cả là phải nhờ Hà dạy tiếng Trung nữa. Phải dạy được tiếng Trung nữa. Thì bởi vì là em bây giờ là em cũng muốn nói chuyện với chị đây, là nếu mà chị có quyết tâm thì là em cũng sẽ đào tạo chị, với cả giúp đỡ chị là từ con số 0 đi lên, với anh Lưu là sẽ đứng lên bao phí, toàn bộ phí cho chị học tiếng Trung này, kể cả là chị đi sang đám cưới em thì hỗ trợ chị toàn bộ mọi phí luôn. Thì chị có đồng ý không? Có ok không? Nếu mà được sự ủng hộ của hai vợ chồng với mọi người như thế thì mình sẽ quyết tâm luôn. Quyết tâm với cả sẽ cố gắng để mà phát triển luôn. Chỉ mong là khi mà mình quyết tâm rồi, mình phát triển rồi, với cả mình biết tiếng, mình bắt đầu làm việc hay là mình like cùng Hà chẳng hạn, thì chỉ mong là mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn thôi. Chắc chắn nhá. Chắc chắn nhá. Em sẽ đăng ký và em sẽ tìm một cái trung tâm và cho chị đi học tiếng Trung luôn. Thế xong rồi là bây giờ là bọn em phải về Trung Quốc trước mà, thì trong cái thời gian mà bọn em về Trung Quốc khoảng tầm một tháng, hơn một tháng ấy, thì chị sẽ ở bên này chị học tiếng Trung, học cấp tốc, xong rồi chăm chỉ học để mình nói giao tiếp được cơ bản đã. Xong rồi là đến lúc mà cưới em ấy thì là bọn em sẽ về đón chị, xong rồi là sang bên đấy thì là bắt đầu là lúc đấy là chị nói được cơ bản với mọi người rồi, thì chị sẽ có thể là tham gia vào live cùng với bọn em luôn. Thế thì mình sẽ phải đi học luôn nhỉ? Đúng đi rồi. Đi học luôn từ bây giờ. 接下来我们就是看 未来我的表姐学习中文的怎么样吧。cái sách này là trước em học ở HSK2, em mua ở trung tâm đấy, bây giờ cho chị mang về để tham khảo học tiếng Trung. 我们就送我的表姐回去。